Rồi, hello cả nhà nha. Trời ơi, bún măng vịt ở đây với bún miếng gà ở đây là hết sảy. Đây, cả nhà nhìn đi, lòng chân. Ôi ơi, em nói cô này bán giá mềm, để cả một lát đem cho cả nhà mình coi em ăn cái như thế nào nha. Đây, lòng nè, cả nhà nhìn đi. Đó, đó, gao nè cả nhà. Đó. Cả nhà mình chờ xem. Đó, cái nào chỗ nào thì em nói là giá, em nói về giá đi ha. Chỗ này em ăn thì không phải chỗ nào em ăn cũng rẻ, nhưng mà chỗ nào giá mềm em nói giá mềm nha cả nhà nha. Là phần của ăn của em hôm nay là 100 ngàn cái dĩa gỏi nha cả nhà nha. Đây là nhìn nha, đây cô đang làm nha cả nhà, ngon lắm. Đây, đó, đó cả nhà nha, chuẩn bị cả nhà mình chờ đi coi cái dĩa gỏi của em 100k nó hấp dẫn như thế nào nha cả nhà. Rồi, hello cả nhà mình, đây cả nhà mình coi nè, dĩa này là 100 là luôn gà, cái này là không phải là vịt mà em ăn gà nha cả nhà, mà gà ở đây dai lắm. Đó, cả nhà nhìn đi, hấp dẫn chưa, đo huyết nè, lòng nè, gà nè, đó, cả nhà nhìn đi, dĩa này là 100k nha cả nhà nha. Đó, tô bún miếng thêm 10k nữa, cả nhà ăn bún miếng nhiều cũng 10k nha cả nhà nha. Đó, còn bắp cải nè em ăn sống nè, rồi gao thêm nè cả nhà, mình lem lắm cả nhà ơi, rất là ngon nha cả nhà nha, cả nhà nhìn nha. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn lắm không? Nè, tổng thiệt hại cả nhà nhìn thấy là tổng thiệt hại là 110k. Tổng thiệt hại nha cả nhà. Mà cả nhà nghĩ đi, em ăn thì em quay vậy thôi, chứ cả nhà nghĩ cái này là mình phải 2 người ăn, 3 người ăn nha cả nhà nhìn gỏi nè. Gà, đó, gà cả nhà nhìn gà rất là nhiều luôn nha. Mà gà này gà dai lắm nha. Thịt rất là ngon luôn, lòng nè cả nhà nhìn nè. Mề, gan, xuất sắc. Đó, xuất sắc luôn nha cả nhà. Ngon lắm. Ở đây trộn gỏi á, không có nước nhiều, nó trộn kỹ lắm, trộn tâm chắc cái nước ra. Bây giờ em ăn trước miếng gan đi. Đó, em ăn miếng gan rồi. Ngon rồi. Địa chỉ trên màn hình cho cả nhà nha. Thế là bây giờ em làm qua YouTube qua vui thôi, qua clip ngắn ngắn thôi chứ không quay hết dài, như là cái kênh của mình cũng nhỏ lắm, nên là quay để cho những người yêu thương mình mà ai còn nhớ mình thì vào xem ủng hộ em cho cả nhà nha. Ngon cả nhà ơi, nó chua mà gỡ gỏi đây á, làm chua ngon lắm, chua không có chua lẹt lét đâu, chua dễ ăn lắm. Ngon lắm luôn. Cả nhà xem và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chúc cho cả nhà mình luôn vui khỏe và hạnh phúc. Và luôn luôn sẽ ủng hộ cho cái kênh cô Tạ Hùng Lý này, để em được phát triển từ từ nhẹ nhẹ lại cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều.